Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Con Dung xéo lắm cũng ngoan, huống hồ chi là con người khi bị đẩy đến nước đường cùng, ắt hẳn sẽ có động thái tự vệ. Giữa hai lựa chọn, một là tự bảo vệ chính mình, hai là chết, nam thanh niên trong phút chốc từ người bị hại đã trở thành bị cáo. Xét về lý thì khó tha, nhưng về tình thì không thể trách được. Tuy nhiên, trong thời gian điều tra vụ án thì bản án được ra đã khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Chi tiết vụ án này như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Người dân ở phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã rất bâng khuân và bức xúc về một vụ án giết người bị truy tố. Hung thủ đây trong vụ án sinh trưởng trong gia đình nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Cha bị tai biến mạch máu não hơn 10 năm qua, trong đó 4 năm cuối cùng bị liệt toàn thân, không nói được. Mẹ phải làm thuê đủ thứ nghề để nuôi con và chồng. Mới học đến lớp 8, Đê phải bỏ trường đi học nghề sửa xe máy. Đê vừa làm thợ sửa xe thuê, vừa chăm sóc cha từ việc đút cơm đến vệ sinh cá nhân. Bất ngờ, cha chết chưa bao lâu thì Đê bị công an bắt và sau đó bị truy tố về tội giết người. Gia đình quá nghèo không có tiền để thuê luật sư. Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh đã cử đến 2 luật sư bào chữa cho Đê. Hoàn cảnh khó khăn của Đê là đáng thương, nhưng điều đáng bàn ở đây là những mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án. Theo cáo trạng, xuất phát từ việc yêu đương ghen tuông, vào lúc 18:30 ngày 1 tháng 2, S cùng với U đi xe mô tô đến nhà Đê ở phường 2, thành phố Tân An để hỏi chuyện. Đến lần đầu tiên không gặp, S và U quay trở về rồi quay lại lần thứ hai. Khi đến, S vừa bước xuống xe, chưa kịp hỏi chuyện thì bất ngờ đã bị Đê từ trong nhà đi ra, dùng cây tầm vong đánh liên tiếp 2 cái vào đầu, bất tỉnh ngay tại chỗ. Đánh xong, Đê cầm cây đi vào nhà, bỏ mặc S. Lúc này, Nguyễn Anh Tài, sinh năm 1994, nhà gần đó, thấy vậy cùng với U đưa S cấp cứu tại bệnh viện Long An, chuyển ngay trong đêm đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Hậu quả, S bị thương tích nặng vùng đầu với tỷ lệ thương tích là 61%. Nhận thấy tuy hậu quả chết người không xảy ra, nhưng việc Đê sử dụng cây tầm vong cứng đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu nguy hiểm của anh S đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, quy định tại điểm N khoảng 1, điều 93 và điều 18 Bộ Luật Hình Sự. Qua cáo trạng, điều khó hiểu là xuất phát từ việc yêu đương ghen tuông là như thế nào? Ai ghen với ai? S định nói gì với Đê? Tại sao Đê đang ở nhà? S tìm đến nói chuyện thôi mà Đê lại đánh S và bị cáo buộc vào khung hình phạt nặng nhất của tội giết người với hành vi côn đồ mà mức án cao nhất lên đến mức tử hình. Qua tìm hiểu các nhân chứng liên quan, được biết tình tiết cụ thể về sự việc như sau. Cô TT là nhân chứng có liên quan đến vụ án và cũng là người trong cuộc cho biết, cô quen biết Đê đã 4 năm và yêu nhau hơn 1 năm. Dịp Tết vừa qua, Đê đưa TT về quê thăm ông ngoại Đê và gia đình của Đê dự kiến xúc tiến hôn nhân. Trước khi vụ án xảy ra khoảng 1 tháng, chị bạn đã giới thiệu TT với S trong một lần đi uống cà phê. Sau đó, hai bên chỉ nhắn tin qua điện thoại. S có đặt vấn đề quan hệ tình cảm, rủ đi chơi nhưng TT từ chối. Hôm xảy ra vụ án, tình cờ TT ở cây xăng, S rủ đi ăn, TT từ chối ra về. S nhắn tin qua điện thoại nài ép, TT lấy cớ là đi ăn tất niên ở nhà bạn để từ chối, nhưng S nhắn tin hăm dọa. Đờ mờ, đó giờ không ai giỡn mặt với tao như vậy nghe Tây, mày có tin tao qua lật cái bàn tất niên của tụi bay không? Sau đó S đến nhà tìm Đê nhưng không gặp và gọi điện cho TT nói. Tao đang đứng trước mặt cây xăng, kêu tụi thằng Đê ra nói chuyện với tao. TT sợ S hành hung Đê nên gọi điện cho Đê báo tin S đang đứng ở cây xăng, Đê ở nhà đừng ra ngoài. TT còn cho biết lý do cô gọi điện cảnh báo với Đê là vì cô được biết S là thanh niên lêu lỏng, thường hay đá gà và có quan hệ với băng nhóm chơi ma túy, đã được đưa đi cai nghiện. Bản thân S cũng có hồ sơ đưa đi cai nghiện nhưng chưa rõ vì sao vẫn chưa được đưa đi. Theo lời Đê kể với nhiều người và cũng là lời khai với cơ quan điều tra, khi S vào nhà lần đầu, Đê đang tắm ở sau nhà. Nghe tiếng ba Đê bị liệt toàn thân, hoảng loạn kêu ú ớ, Đê bước ra thì S đã bỏ đi. Sau khi nhận được điện thoại cảnh báo của TT, Đê đang ăn cơm thì S cùng với U vào tới nhà. Hai người đều có cầm dao. Đê từ trong nhà đi ra, tay cầm tô cơm. Đê quay vào trong dẹp tô cơm. S nói, ê thằng chó, mày chạy hả thằng chó? Đê sợ cha trông thấy lại bị hoảng loạn như lần trước nên đóng cửa nhà. Nhưng có cây tre gần đó, Đê lấy cây tre vô mục đích để ngăn S bước vào nhà. Đê đánh trúng vào S. S quay ra khỏi sân, đi về phía đầu hẻm. Sau đó S lại xông vô, Đê lại dùng cây quơ trúng S. Vị trí đánh lần thứ hai cách sân nhà chừng 4 mét.
Lúc đó, Us bị choáng nhưng còn đứng được. Us điểm mặt D đe dọa. Mày nhớ mày đánh tao nha. Về ý thức chủ quan, nội dung cáo trạng so với lời kể của các nhân chứng có điều khác biệt đến vô lý. Nếu có ghen tuông thì người ghen tuông không phải là D, vì D hoàn toàn thụ động đang ở nhà, tắm rửa, ăn cơm, hoàn toàn không biết gì về câu chuyện giữa Us và TT. Việc Us hai lần cùng với người khác xông vào nhà D cùng với lời đe dọa, cho thấy Us chủ động tìm D vì mục đích nào đó, chứ không phải là nói chuyện bình thường, vì thực tế giữa D và Us không có chuyện gì để nói. Cần xác định rõ động cơ, hành vi của từng đối tượng mới xác định chính xác hành vi và mức độ phạm tội. Về vật chứng, theo lời mẹ D, cái cây dùng để đánh Us là loại cây tre rỗng, dùng làm vách nhà đã bị rơi xuống dựng ở góc nhà từ lâu. Theo lời D kể với TT, lúc còn tại ngoại, khi lấy lời khai, D đã xác định rõ đây là cây tre rỗng. Theo lời D kể với TT, lúc còn tại ngoại, khi lấy lời khai, D đã xác định rõ là đây là cây tre rỗng ruột, nhưng cán bộ cứ ghi là một đoạn gỗ. D không ký vào hồ sơ, phản đối cán bộ điều tra đến lần thứ ba, ghi rõ là cây tre rỗng ruột, D mới ký. Nhưng trong bản cáo trạng lại ghi vật gây án là cây tầm vong, loại cây tre đặc ruột, cứng và nặng hơn tre nhiều. Điều này đã gây bất lợi và là yếu tố tăng nặng tội cho bị can D. Về hành vi gây án và vị trí gây án, cáo trạng ghi nhận là D đánh liên tiếp khi Us vừa xuống xe. Nhưng lời D khai rằng đã đánh trúng lần một khi Us vào sân, D dừng lại. Us quay ra đầu hẻm, sau đó Us quay trở vào, D mới đánh lần hai. Lời khai D cho thấy, sau khi bị đánh lần hai, Us bị choáng nhưng vẫn còn tỉnh và đe dọa D. Bên cạnh Us vẫn còn U, có mang theo hung khí nên D quay vào nhà là để phòng thủ chứ không phải có ý thức bỏ mặc nạn nhân đang bất tỉnh. Thiết nghĩ, với hành vi khách quan là đánh người gây thương tích, rõ ràng D đã vi phạm pháp luật. Song về hoàn cảnh, ý chí chủ quan và các tình huống cụ thể, hành vi của D có đến mức xem là phạm tội giết người, có hành vi côn đồ hay không, cần được cân nhắc, phân tích thận trọng, khoa học và khách quan. Theo một số chuyên gia pháp luật, nguyên nhân dẫn đến án oan sai phần nhiều do trình độ, kỹ thuật nghề nghiệp, đạo đức của điều tra viên hạn chế, dẫn đến sự chủ quan trong quá trình điều tra, khởi tố, truy tố, chưa đủ cơ sở buộc tội, chưa đủ đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, hồ sơ vụ án mang nặng tính buộc tội. Các cơ quan tố tụng cũng chưa thật sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong việc phát hiện oan sai. Các cơ quan chưa thực hiện tốt chức năng giám sát lẫn nhau trong quá trình điều tra, xét xử. Ngoài ra, bản thành tích cũng như áp lực chỉ tiêu, số vụ án được khởi tố, truy tố và xét xử của các cơ quan tố tụng cũng là một phần dẫn đến oan sai. Tình trạng hình sự hóa dân sự xảy ra ở nhiều địa phương, còn tồn tại tình trạng bức cung, nhục hình, ép cung, mớm cung. Trong khi đó, hệ thống pháp luật và việc thực thi pháp luật ở nước ta vẫn còn có nhiều bất cập. Nhiều quy định chưa đầy đủ, chặt chẽ và hoàn thiện dẫn đến bỏ lọt tội phạm và gây oan sai. Mặc dù những người phải gánh chịu oan sai đã trở về với gia đình, cộng đồng, nhưng nhà nước đã phải bồi thường số tiền rất lớn cho sai phạm của một vài cá nhân. Những người có trách nhiệm liên quan đã bị xử lý, nhưng những vụ án oan sai đã ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, thể chất, uy tín của người bị kết án, gia đình và tạo nên sự bức xúc trong dư luận xã hội. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!